Quý vị có biết rõ về tuyến đường sơ tán của quý vị không? Bước 1 là nghĩ về cộng đồng của quý vị và khu vực xung quanh. Tất cả những cách mà quý vị có thể rời khỏi khu dân cư của mình là gì? Bước thứ hai, tìm hiểu về các tuyến đường sơ tán của quý vị, thực hành với hộ gia đình, vật nuôi và các định nơi quý vị sẽ ở lại. Bước thứ ba, khi một thảm họa ấp đến, hãy tuân theo hướng dẫn từ các quản lý trường hợp, khẩn cấp và phản ứng, viên bạn đầu ở địa phương về cách đi chuyển đến nơi an toàn, truy cập ready.gov để biết các gợi ý để chuẩn bị, để bảo vệ bản thân quý vị và những người khác.